Kính chào anh chị, trong phiên ngày hôm nay thị trường tiếp tục có một nỗ lực vượt cản vùng 1285, tuy nhiên là kết phiên thì thị trường vẫn ở một cái mức là chưa vượt được vùng này. Thế vậy thì trong những phiên tới liệu thị trường của chúng ta có xuất hiện những nhiều điều chỉnh trở lại không? Và những nhà đầu tư, các anh chị nhà đầu tư chúng ta đang cầm hàng hoặc là các anh chị đang cầm tiền thì chúng ta nên hành động như thế nào? Có nên mua tiếp trong thời gian tới không? Thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Dạ vâng, tiêm xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh youtube Tùng Lê EZT. Ok, ờ, đầu tiên chúng ta có thể thấy được là sau cái phiên thị trường tăng rất tốt trong phiên ngày hôm qua là tăng lên tới là 18 điểm Thì phiên ngày hôm nay thị trường tiếp tục có một cái nhịp mở cửa tạo gáp tại cái vùng cản mạnh vùng 1.285 ờ, Và đã có những thời điểm là thị trường của chúng ta vượt được cái điểm số là 1.285 Ở mức cao nhất hôm nay là 1.289 Tuy nhiên là dòng tiền không duy trì được Và kết phiên không ở mức cao nhất cũng như là thị trường bị điều chỉnh trở lại Và chỉ tăng có 3 điểm thôi đó và tạo ra một cây nến lưỡng lự. Thế vậy thì thị trường sẽ có khả năng như thế nào trong thời gian tới? Thì trước tiên em muốn phân tích một chút về mặt vận động trong phiên ngày hôm nay. Nếu như các anh chị để kỹ thì phiên ngày hôm nay có rất nhiều các cổ phiếu hôm nay có dòng tiền vào tốt đầu phiên sáng và có mức tăng rất là tốt, có một cái ý chí vượt đỉnh. Thí dụ như cổ phiếu HPG. Đúng ạ? Hôm nay có những thời điểm là cổ phiếu HPG nó tăng đâu đấy khoảng tầm là 3% và vượt được cái đỉnh ở đây đây là đây là một cái đỉnh ngắn hạn của cổ phiếu hpg Tuy nhiên là cái dòng tiền này nó không duy trì được đến cuối phiên và kết phiên thì tạo ra một cái nến bán với một cái dâu nến với cái, cái phần dâu nến nó nó dài hơn gấp hai lần so với phần thân nến chứng tỏ là cái áp lực trong phiên hôm nay áp lực bán trong phiên hôm nay nó cũng không hề nhỏ hoặc thí dụ như một số những cổ phiếu khác như VGS cũng là thuộc nhóm thép là Nam Kim Hoa Sen hoặc là rất nhiều các cổ phiếu khác đúng không ạ thì nó thể hiện được là trên thị trường ở thời hiện tại thì cái dòng tiền vẫn chưa chấp nhận mua ở mức giá cao đó cũng như là cái áp lực bán của thị trường vẫn còn đó và các anh chị để ý thêm một điều nữa là trong phiên ngày, ngày hôm ngày qua khi thị trường của chúng ta có một nhịp bật tăng lên tới là 18 điểm thì nó có sự đóng góp rất lớn của nhóm cổ phiếu ngân hàng thí dụ như STB tăng trần hoặc là MBB cũng tăng hơn 3% và rất nhiều các cổ phiếu ngân hàng khác đúng không ạ? Tuy nhiên là cái đà tăng này thì nó không được tiếp diễn trong phiên ngày hôm nay. Ví dụ như cổ phiếu MBB hôm nay là điều chỉnh trở lại hoặc cổ phiếu STB tuy là hôm nay tăng điểm nhưng mà lại tạo ra một cái phiên mà cổ phiếu tạo ra một cái nến bán với một cái thanh khoản nó cũng tương đối là lớn. Hoặc ví dụ như cổ phiếu KDH hôm qua cũng là một phiên mà thanh khoản vào rất tốt, thanh khoản bùng nổ và tạo ra một mức tăng đâu đó lên tới là gần 5% nhưng mà hôm nay thì cũng không nối đà được đúng không ạ? Thì nó đang thể hiện được một điều đó là trong phiên mà thị trường có sự tăng điểm và kéo điểm số rất mạnh của nhóm ngân hàng Nhóm ngân hàng là nhóm mà sẽ Khi nhóm này nó tăng Thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng Về mặt điểm số Tức là tăng điểm số rất là nhanh và mạnh Tuy nhiên là với nhóm ngân hàng tham gia Nhưng mà thị trường của chúng ta vẫn chưa vượt được cái vùng 1.285 Cũng như phiên ngày hôm nay Thị trường tạo ra một cái nến bán lưỡng lượng như thế này Thì nó thể hiện được là cái vùng 1.285 Nó vẫn là một cái vùng tương đối là khó vượt đó tương đối là khó vượt và thị trường đang có một cái dấu hiệu em đánh giá là nó có một cái nhịp gì đó nó khá giống với thị trường của chúng ta giống hồi năm 2021 tức là thị trường sau một cái đà tăng có một cái nhịp điều chỉnh đúng không ạ nhiều điều chỉnh sau nhịp điều chỉnh này có sự hồi phục đi lên và có sự điều chỉnh điều chỉnh trở lại thì thị trường của chúng ta cũng tương tự như vậy cũng có một cái đà tăng trước đó có sự điều chỉnh có sự hồi phục và cũng có nhịp điều chỉnh trở lại sau đấy thì cũng hồi phục và đi ngang tích lũy để xử lý cái cả này đó và ở giai đoạn đó các anh chị có thể thấy được là cái giai đoạn giai đoạn đó là giai đoạn mà thị trường cũng không vượt được luôn và rất nhiều lần thị trường đi lên đến cái vùng cả vùng 1200 rất nhiều lần thì đều bị bán ngược trở lại đúng không ạ rất nhiều lần mọi người cứ ngỡ rằng là à thị trường của chúng ta sẽ vượt thí dụ như giai gia đoạn này chẳng vậy đó, thí dụ như là cái ngày 26 tháng 2, thị trường cũng có một phiên vớt lên rất là đẹp. Hôm sau cũng mở gáp tăng lên tới là 17 điểm. Ngày hôm sau cũng mở cửa tạo gáp tăng, nhưng kết phiên thì lại ở mức gần thấp nhất và chỉ kết phiên tăng có 0,14 điểm thôi. Nhưng sau đấy thị trường vẫn cần phải một cái nhịp tích lũy nó tương đối là dài phía sau và thậm chí là còn phải tích lũy thêm khoảng tầm một tháng nữa trước khi thị trường vượt được cái vùng 1.200 là một cái vùng cản mạnh thì thậm chí thị trường còn có một cái pha đó là pha thị trường tạo ra một phiên wash out ngày 26 tháng 3. Phiên này là phiên em rất nhớ, là phiên rất nhớ bởi vì là lúc đó ai cũng bảo là thị trường sẽ thủng thủng cái vùng 1150 và thị trường sẽ về vùng 1000 thậm chí là về những vùng rất là sâu. Đó. Và bản thân em là một trong những nhà đầu tư cũng như là một nhà tư vấn cũng có một cái khuyến nghị bán trong cái phiên ngày hôm đó và cũng bị mất hàng. Đó, thì tức là khi thị trường mà chưa vượt được một cái vùng một cái vùng cản rất là mạnh thì thị trường có thể sẽ tạo ra những phiên wash out tức là ai cũng nghĩ đó là một phiên mà thị trường sẽ sập thì chính những phiên đó khi mà bán mất hàng ra lúc đó thị trường mới có khả năng vượt và cái chị có thể thấy được sau đó thị trường của chúng ta vượt một mạch cái vùng 1200 luôn thì ở giai đoạn hiện tại thị trường cũng đang có những dấu hiệu tương tự là như vậy khi rất nhiều phiên rất nhiều phiên thị trường cứ lên đến vùng 1285 ở đây là thị trường bị bán. Đúng không ạ? Và có một cái nguyên tắc nó cũng đơn giản thôi, đó tức là chúng ta cứ đi lên kháng cự thì chúng ta hạn chế những hành động bán ra. À em xin lỗi là hạn chế những hành động mua vào và chúng ta sẽ đưa những vị thế phòng thủ cũng như chúng ta đưa những về vị thế chốt lời và hạn thị trọng. Còn khi nào thị trường về đến cái biên dưới thì chúng ta lại mua. Đó, thì trong những phiên tới thì chúng thực ra em cũng không biết được là thị trường có điều chỉnh hay không nhưng mà cứ theo một nguyên tắc đó là thị trường đi lên cái vùng cản không vượt được thì chúng ta hãy có những vị thế phòng thủ chốt lời và hạ dần thị trọng. Đó nếu như thị trường có nhịp điều chỉnh trở lại ở đây thì chúng ta mua lại hoặc ngay kể cả trong những trường hợp mà thị trường của chúng ta có nhịp vượt thì thường nó nó cũng sẽ có những nhịp điều chỉnh test trở lại thì đây sẽ là những thời điểm chúng ta hoàn toàn có thể mua lại cổ phiếu giống như cái năm 2021 cũng tương tự là như vậy các anh chị nhé đó do đó thì trên đây là những cái quan điểm và chia sẻ của em về cái góc nhìn về thị trường nếu như các anh chị có những Uh, cái ý kiến khác các anh chị có thể để lại ở phần bình luận để cho chúng ta có thể là góp ý với nhau cùng xây dựng lên một cộng đồng đầu tư hiệu quả và vững mạnh bền vững các anh chị nhé Dạ vâng, em cũng xin được kết thúc video tại đây. Em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư nhé.